Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tiếp tập số 235 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, comment cảm xúc cũng như chia sẻ video giúp Phong nhé. Ai mà chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh để có thể cập nhật các tập truyện mới nhất của kênh. Bây giờ mời các bạn nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 235. Đừng có mà dây xích vàng ròng gì đó. Quá quê mùa, ta muốn bát cơm bằng vàng ròng, ba cái bát thật lớn. Thanh âm của Long Kỳ Lân truyền tới, nói: gian phòng của ta làm giống như của Yên Nhi tỷ đi, cũng là nửa huyệt rồng, nửa huyệt tước, đừng có làm cái gì mà là Hăng Kỳ Lân. Quê mùa, quê mùa. Giáo chủ trở về rồi. Long Kỳ Lân quay đầu lại, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nhưng mà Hồ Đinh Nhi đã đi trước hắn một bước, bay nhào tới. Hồ Đinh Nhi này biến hóa thành tiểu nha đầu mười mấy tuổi, mở hai tay, thân thể hướng về Tần Mục ở phía trước mà chạy tới như bay. Tần Mục vội vàng xoay người, ôm lấy nàng, đặt ngồi lên vai của mình, cười nói: quả nhiên là Đinh Nhi đã đến rồi. Linh Nhi, sao ngươi lại đến thiên đình? Hồ Đinh Nhi ôm lấy mặt hắn mà cọ cọ qua lại, tốc độ nói cực nhanh, díu ra díu rít. Thiên đình muốn chế tạo cầu dịch truyền trao đổi linh năng, xưởng đốc tạo Duyên Khang chúng ta đem việc này nhận rồi. Lần này ta tới chính là giao phó việc này cho Tạo Phụ Công xử lý xong nợ nần, tiện cũng xử lý phủ thiên tôn của công tử một chút. Mấy ngày trước chúng ta tới đây, chỉ thấy phủ đô của những thiên tôn khác đều nguy nga trắng lệ, chỉ có phủ của công tử là rách nát mộc mạc. Lòng béo cùng với Yên Nhi tỷ đều dựa vào tên tiểu tử Tề Cửu Nghi kia tiếp tế để sống qua ngày, đói tới mức mặt mũi xanh xao. Vị tỷ tỷ này là ai? Nàng đột nhiên chú ý tới Lãng Uyển Thần Vương, không tự chủ mà lộ ra địch ý. Từng chiếc đuôi cáo sau lưng dựng lên, lông trên đuôi cũng từng cái dựng thẳng, vô cùng đề phòng. Tần Mục ho khan một tiếng nói: vị này là... ta tên Lãng Uyển. Lãng Uyển Thần Vương quan sát Hồ Linh Nhi, mở ra bàn tay, trong tay có một hạt ngọc, cười nói: Linh Nhi muội muội, lần đầu gặp, đây là quà gặp mặt tặng cho ngươi. Đừng! Hồ Linh Nhi quay đầu đi chỗ khác, lắc đầu nói: ta không thể tùy tiện cầm đồ vật của người khác, ăn của ngươi rồi liền phải mềm mỏng. Lãng Nguyên Thần Vương kiên nhẫn giải thích nói: đây chỉ là một chư thiên nhỏ, không gian giấu ở phía trong tuy không lớn, nhưng cũng thừa sức chứa một cái nhật nguyệt tinh hệ. Hơn nữa ta nghe nói Linh Nhi muội muội thích uống rượu, bên trong có chút rượu ngon đấy. Tuy không có nhiều, chỉ có một cái hồ thôi. Hồ Linh Nhi cực kỳ động tâm, mặt lại vẫn như cố, quay sang một bên không nhìn nàng. Tay nhỏ lặng lẽ đưa ra ngoài, đem viên thiên đình châu kia nắm lên thu vào, trên mặt lộ ra vui vẻ nói: sao người biết ta thích uống rượu? Lãng Nguyên Thần Vương mỉm cười, liếc liếc Tần Mục. Hồ Linh Nhi hiểu ý, thầm nghĩ: quả nhiên vẫn là công tử đối tốt với ta. Tần Mục lại biết rõ hắn căn bản chưa từng nói sở thích của Hồ Linh Nhi với Lãng Nguyên Thần Vương. Lãng Nguyên Thần Vương sở nghĩ biết được là do thần trí của nàng quá mạnh, cùng Hồ Linh Nhi tiếp xúc một chút liền mò được nội tình của nàng rõ ràng. Long Kỳ Lân đi lên phía trước, đề phòng đánh giá Lãng Uyển Thần Vương, cái mũi nhún nhún, hít hà mùi vị của Lãng Uyển Thần Vương, trong lòng càng cảnh giác. Không phải Vân Sơ Tổ, nhưng cũng rất có tầm cơ, vừa thấy mặt liền thu mua được đại tỷ rồi. Hơn nữa, dường như giáo chủ cũng bị nàng mê hoặc đến điên đảo thần hồn rồi. Lãng Uyển Thần Vương hướng hắn nhìn tới, Long Kỳ Lân nói: Lãng cô nương, người có nồi lớn lồng hấp lớn không? Ta rất ưa thích mấy cái này. Lãng Nguyên Thần Vương lật bàn tay một cái, vậy mà thực sự lại có một cái nồi lớn rực rỡ ánh vàng cùng với lồng hấp hoàng kim xuất hiện trước mắt Long Kỳ Lân, cười nói: là cái này ư? Hồ Linh Nhi tò mò quan sát nàng, không biết nàng lấy từ đâu ra. Long Kỳ Lân quan sát một chút liền đem nồi chống lên, lồng hấp đặt bên trên nồi, tung người nhảy lên trên lồng hấp, hướng phía dưới phun ra một ngụm lửa, bắt đầu nấu rượu. Tần Mục kinh ngạc, không biết vì sao hắn lại hành động như vậy. Long Kỳ Lân nâng móng vuốt, nắm nắp lồng hấp lên nói to: giáo chủ, ta đã khiêng quan tài vào chiều, hiện tại ta còn một chuyện xưa muốn nói cho giáo chủ nghe. Nếu giáo chủ nghe, ta xuống. Nếu giáo chủ không nghe, ta liền trưng chín bản thân cho giáo chủ ăn. Tần Mục đem Linh Nhi thả xuống cười nói: lòng béo, ăn cơm, xuống nhanh một chút. Long Kỳ Lân từ trên lồng bàn hấp nhảy xuống. Lãng Uyển Thần Vương hiếu kỳ nói: Long Phi thích ăn linh đan, chỗ ta có một cái bồn tụ bảo, chỉ cần để vào chậu một viên linh đan,
liền có thể tuôn ra hàng trăm viên. Ngươi có thích không? Long Kỳ Lân suy nghĩ một chút, quyết định đầu hàng nữ tử này, thầm nghĩ. Nữ tử này thực lợi hại, lại hợp ý ta, ta không thể địch lại. Đột nhiên, một con thanh thước nhỏ bay tới, rơi xuống trên đầu Long Kỳ Lân, nghiêng đầu tò mò quan sát Lã Nguyên Thần Vương. Con người Lã Nguyên Thần Vương đảo một vòng, đem bồn tụ bào vừa rồi lấy ra giao cho tiểu thanh thước này. Tiểu thanh thước rơi xuống đất, hóa thành yên nhi. Lã Nguyên Thần Vương nắm một viên đinh đan để vào chậu, cười nói: mời yên nhi muội muội xem. Viên đinh đan vừa rơi vào trong chậu, trong chậu liền rầm rầm tuôn ra rất nhiều linh đan khác. Yên nhi vừa mừng vừa sợ, tiện tay nhặt lên một viên đưa vào trong miệng Long Kỳ Lân, vô cùng vui vẻ. Có cái chậu này sau này liền tiện lợi rất nhiều rồi. Lã Nguyên Thần Vương mỉm cười, thấy Tần Mục đi về phía trước, đang đánh giá sắp đặt trong Thiên Tôn phủ. Rất nhiều thợ thủ công của Duyên Kháng đang tu sửa Thiên Tôn phủ, trang trí cực kỳ xa hoa, rừng cột được chạm trổ, lầu các như ngọc. Lã Nguyên Thần Vương đi tới phía trước. Tần Mục nói: Thần Vương tỷ tỷ, người đúng lúc nào cũng dùng thần thức để điều tra ý nghĩ người khác. Người cùng người khác kết giao, lúc nào cũng dùng loại phương pháp này. Ở trước mặt ngươi, người khác đều không còn bất kỳ cái gì gọi là bí mật đáng nói. Người biết tất cả ý nghĩ bọn họ, từ đó đưa đồ vật, có phần tâm cơ quá nặng. Lã Nguyên Thần Vương cười nói: Thánh Anh, ta là thần vương của tộc Tạo Vật Chủ, biết suy nghĩ của chúng sinh chính là điều cường đại của Tạo Vật Chủ ta. Người có tư cách là Thánh Anh bộ tộc, hiện tại cũng nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, có nhưng không dùng chẳng phải là hoang phế sao? Tần Mục chưa kịp đáp, Thúc Quân Thần Vương đã đi tới, lời biếng nói: Thánh Anh, ngươi còn không nhìn ra, cũng không nghĩ ra sao? Lã Nguyên Thần Vương với tư cách là thần vương duy nhất của Bì Ngạn thế giới, thậm chí có thể đối kháng Tần Thiên Tôn, sao tâm tư của nàng có thể đơn thuần trong sáng? Một khi chúng ta tiến vào Bì Ngạn thế giới, có việc gì mà không phải do nàng an bài chu toàn chứ? Nàng khống chế toàn bộ tộc Tạo Vật Chủ, thủ đoạn này thực sự bình thường. Lã Nguyên Thần Vương liếc hắn một cái, lại cười nói: Thần Vương, đang nói bậy bạ gì đấy? Không có gì. Thúc Quân mở rộng tay áo, lộ ra thân thể gầy gò, bởi vì hiện tại thần thức của hắn còn chưa khôi phục như lúc trước, chỉ quan tưởng ra thân thể như que củi, lộ rõ hai bên xương sườn, nói: Ta không muốn ở lại Bị Ngạn thế giới, không chỉ bởi vì ta muốn biết phải chăng Thái Đế còn ở ngoài thiên đình, mà còn một nguyên nhân khác. Ta biết rõ dù lưu lại Bị Ngạn thế giới cũng sẽ không có bất kỳ hành động gì. Quyền lực ở Bị Ngạn thế giới đều do một bậc Lãng Nguyên Thần Vương khống chế trong tay. Cho dù nàng cùng ngươi rời đi, ta cũng không cách nào có thể cướp đi bất cứ quyền lực gì. Hắn cười nói: Thánh Anh, không phải như vậy sao? Ngươi suy nghĩ cẩn thận một chút, tuy danh vọng của ngươi trong Tạo Vật Chủ nhất tộc cực cao, nhưng mà ngươi có bất kỳ thực quyền gì sao? Ngươi có thể điều động các Tạo Vật Chủ ư? Tần Mục thở dài, lắc đầu nói: Không thể. Ta có thể có được thân phận Thánh Anh này, thực ra cũng là dựa vào Thần Vương tỷ tỷ. Nếu như Thần Vương tỷ tỷ muốn tước đoạt địa vị của ta, cũng rất đơn giản, dễ như trở bàn tay. Lã Nguyên Thần Vương nhíu mày, ôn nhu nói: Sau này ta sẽ không loạn dùng thần thức để đi điều tra ý nghĩ người khác nữa. Tốt nhất là không nên. Tần Mục vô cùng chân thành nói: Nơi này không phải là Bì Ngạn thế giới, cũng không phải Vô Ưu Hương, nơi này là Thiên Đình, Tàng Long Ngọa Hổ. Bất kỳ thiên tôn nào cũng có thực lực không kém hơn Khai Hoàng, thậm chí có người mạnh hơn, trong đó còn có Thiên Đế cùng Thái Đế, càng có rất nhiều cổ thần chú ý nơi này, thực sự là đếm không hết. Nếu người vẫn tự tiện vận dụng thần thức, sẽ rất dễ bại lộ thân phận. Ta là thành tâm đối đãi với Thần Vương tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ có thể thành tâm đối đãi ta. Lã Nguyên Thần Vương nói phải. Tần Mục thở phào một cái, cười nói: Để ta bảo Linh Nhi an bài nơi ở cho các ngươi. Tuy nói chúng ta hẳn không thể ở lâu tại Thiên Tôn phủ, nhưng tốt xấu gì vẫn là có chỗ đặt chân. Chờ sau khi các người quen thuộc thiên đình, chúng ta lại đi tìm kiếm tổ đình của các Tạo Vật Chủ. Hắn gọi Hồ Linh Nhi tới, nói một phen. Linh Nhi liền dẫn hai người bọn họ đi lựa chọn nơi ở. Chờ sau khi Hồ Linh Nhi an bài xong xuôi, Tần Mục liền tìm nàng, hỏi thăm tình huống hiện nay của Duyên Khang. Lần này sừng đốc tạo của Duyên Khang tiếp nhận việc của Tạo Phụ Cung, rèn đúc từng bộ phận của cầu chuyển đổi năng lượng. Chỉ ngắn ngủi trong 2 năm liền chế tạo ra được nhiều cầu dịch chuyển như vậy. Hơn nữa, hàng đẹp mà giá rẻ. Đạo môn của thiên đình tiến tới đo đạc cũng đều nói các thuật số cực kỳ tinh diệu, rất ít sai sót. Hồ Đinh Nhi nói: Thanh danh của Duyên Khang chúng ta
xem như đã đánh ra được rồi, cũng kiếm lời được không ít tiền. Đạo môn của Thiên Đình cũng đưa cho chúng ta chút việc thiết kế thần binh. Các xưởng đốc tạo đang ngày đêm làm việc chế tạo thần binh, chỉ là việc cũng không có nhiều. Ngoài Duyên Khang chúng ta, còn có rất nhiều chư thiên cũng đang giúp Thiên Đình rèn đúc thần binh, bởi vậy việc giao cho chúng ta cũng bớt đi, rất nhanh sẽ nhiều lên, Tần Mục nói. Thiên Đình nhìn như thái bình, nhưng chỉ sợ không lâu sau đó sẽ có chiến loạn. Vô Ưu Hương sẽ có động tác, Thiên Công, Thổ Bá, Tứ Đế, Thiên Đình ở trong tương lai tất sẽ dụng binh với bọn hắn. Đại quân tuy chưa động lương thảo đã đi trước, thần binh lợi khí cũng như vậy. Thiên Đình nếu đã muốn động tới những thế lực này, khẳng định sẽ chuẩn bị xong đủ loại thần binh lợi khí trước thời hạn, miễn cho tiêu hao chiến trường quá lớn, không còn vũ khí để dùng. Hắn bước tới bước lui, nói: chờ cho tới khi Thiên Đình mở ra chiến trường Thái Hư, tất nhiên sẽ thương phong thảm trọng. Tới lúc đó, thần khí hạng nặng sẽ hủy hoại quá nhiều, xưởng đốc tạo của Thiên Đình cùng đốc tạo xưởng mà các chư thiên cũng sẽ không chế tạo được. Khi đó sẽ cho pháp Duyên Khang chế tạo, chiến tranh càng nhiều, tốc độ tăng ở trong Duyên Khang sẽ càng tăng nhanh hơn. Của cải của các chư thiên khác sẽ càng ngày ít đi, các chư thiên khác sẽ làm phản ngày càng nhiều hơn. Hồ Linh Nhi nói: lúc nào công tử về Duyên Khang? Tần Mục chần chờ một chút nói: trong thời gian ngắn chưa cách nào có thể trở về, ta sẽ ở lại Thiên Đình, Duyên Khang sẽ an toàn. Nếu như ta đi Duyên Khang, ngược lại sẽ khiến Duyên Khang hung hiểm hơn rất nhiều. Thiên Tôn, Vân gia Vân Sơ tụ cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của một hầu gái: Vân Sơ tụ, không phải nàng đã chết rồi sao? Sau khi Lạc Thần đao chém chết liền vứt bỏ xuống cầu hư không, chẳng lẽ Nguyên Mẫu phu nhân lại chế tạo ra một Vân Sơ tụ khác? Tần Mục cảm thấy đau đầu, Thái Hư chi địa vô cùng hung hiểm, Nguyên Mẫu phu nhân từng chịu nhiều thiệt thòi ở nơi đó, hắn sẽ không đi vào Thái Hư lần nữa. Chỉ cần nàng không đi vào Thái Hư, sẽ không biết việc Vân Sơ tụ gặp phải tại Thái Hư. Sự tình Lạc Vô Song phản bội, nàng khẳng định cũng không biết. Nguyên Mẫu phu nhân sở dĩ lại đúc thêm một Vân Sơ tụ khác, hẳn đã nghe nói hắn đã trở về nên muốn đến thăm dò một chút. Chỉ là Vân Sơ tụ tới đây, nếu như gặp Lãng Nguyên Thần Vương... Không gặp, Tần Mục vất tay nói, ngươi đuổi nàng đi là được. Đúng vào lúc này, chỉ nghe thanh âm của Vân Sơ tụ truyền tới: Mục Thiên Tôn tuyệt tình cỡ nào lại muốn đuổi người ta đi, chẳng lẽ đã quên ân ái bên trong giao trì sao? Tần Mục vô cùng đau đầu, hiển nhiên nữ tử này đã xông vào Thiên Tôn phủ, lại bắt đầu nói năng vớ vẩn. Chẳng có bản thân muốn giữ tính mạng ở trong Thiên Đình, quả thực vẫn cần Nguyên Mẫu phu nhân. Tiếng cười của Vân Sơ tụ xuyên qua tay hắn, khanh khách nói: chúng ta ở trong Thái Hư gặp hoạn nạn mới biết chân tình, Thiên Tôn giờ lại thực sự muốn tuyệt tình như vậy. Ngươi là ai? Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng đi ra, chỉ thấy hai cái Tuyệt Vô Trần hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều trợn mắt nhìn đối phương. Một người là Vân Sơ tụ, người còn lại là Lãng Nguyên Thần Vương. Nhà đã dột lại còn gặp mưa. Tần Mục cắn răng đang muốn tiến lên, Vân Sơ tụ cười lại nói: là tỷ tỷ, ngươi trộm được đồ chế tạo Tuyệt Vô Trần ở nơi nào? Rõ ràng chỉ mình ta có. Nhưng vào lúc này lại có thần nữ đến bẩm báo nói: Thiên Tôn, Liên Hoa Hồn môn hạ đệ tử của Hạo Thiên Tôn cầu kiến. Khóe mắt Tần Mục nhảy loạn, đế hậu vậy mà cũng tới. Hiển nhiên đế hậu cũng nhận được tin tức hắn từ trong Thái Hư bình an trở về Thiên Đình, muốn tới thăm dò một chút sâu cạn của hắn. Vân Sơ tụ lộ ra vẻ kinh hãi, mê man nhìn Lãng Nguyên Thần Vương một chút. Nếu như nữ tử gần giống mình này không phải thân phận của đế hậu nương nương, như vậy nàng là ai? Cho mời, Tần Mục uể oải nói. Liên Hoa Hồn đi tới, nhìn thấy hai vị Tuyệt Vô Trần không khỏi ngốc chạy. Hai cái tiểu tiện nhân. Vân Sơ tụ cũng nhìn Liên Hoa Hồn, trong lòng cười lạnh, nhưng mà đầu không khỏi cảm giác muốn lớn hơn ba vòng. Thế mà lại có hai cái tiện nhân, kẻ nào mới là thật? Lúc trước hai người Lạc Vô Song cùng Tần Mục mang theo 200-300 người tiến về Thái Hư. Lúc còn chưa tiến vào Thái Hư, Vân Sơ tụ đã phát hiện Liên Hoa Hồn, Liên Hoa Hồn cũng phát hiện Vân Sơ tụ. Căn cứ tướng mạo đối phương, cả hai đều có suy đoán ở trong lòng. Chỉ là bây giờ trong lòng Vân Sơ tụ có chút không chắc chắn. Tần Mục đứng trước mặt ba nữ, cực kỳ đau đầu thầm nghĩ: chỉ mong Lãng Nguyên Thần Vương biết cư xử một chút, không dùng thần thức thăm dò Liên Hoa Hồn và Vân Sơ tụ, nếu không ngay cả ta cũng không bảo hộ được nàng. Đó là đế hậu nương nương
và Nguyên Mẫu phu nhân. Mặc dù các nàng không có chân thân cổ thần, nhưng là thiên tôn nhảy từ nơi trói buộc của cổ thần, giấu mình ở trong thập thiên tôn. Nếu như Lãng Huyền Thần Vương không biết thủ liễm, dùng thần thức dò xét trí nhớ các nàng, như vậy nàng tất sẽ bị hai vị đại thiên tôn giả sát. Lãng Huyền Thần Vương dù đơn độc đối mặt với Khai Hoàng vẫn có thể ứng phó, nhưng nếu đồng thời đối mặt với hai đại thiên tôn, mà lại là hai thiên tôn có được thần khí ngự thiên tôn, tuyệt đối sẽ chết cực thảm. Lãng Huyền Thần Vương làm thần vương bộ tộc tạo vật chủ, thủ đoạn cùng tâm cơ đều siêu quần, hẳn nàng cũng tự hiểu rõ. Mục Thiên Tôn, hai vị tỷ tỷ này. Liên Hoa Hồn hướng Tần Mục chậm rãi chào hỏi. Tần Mục bất đắc dĩ nói, vị này là Vân Gia Vân Sơ Tụ, còn vị này là Lãng Uyển, các người cứ từ từ nói chuyện, ta còn có việc. Thiên Tôn chớ đi. Vân Sơ Tụ tiến đến kéo cánh tay hắn, đem cánh tay hắn kẹp vào trong ngực, tủm tỉm nói, người ta sợ người lạ, Thiên Tôn ở lại mới tốt. Hơn nữa còn có một chuyện, không phải Thiên Tôn đi Thái Hư sao? Khi nào mới trở về? Đã gặp cái gì vậy? Tần Mục nghiêm mặt nói, muội muội cũng đi Thái Hư, chuyện xảy ra ở Thái Hư người có thể không biết sao? Thực sự ta có chuyện quan trọng. Vân Sơ Tụ nháy mắt mấy cái cười nói, Thiên Tôn quên rồi sao? Sau khi chúng ta tiến vào Thái Hư liền phân tán, vì vậy muội với chuyện Thiên Tôn gặp phải hoàn toàn không biết gì cả. Tiện nhân! Liên Hoa Hồn hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, Vân gia dạy ngươi thế nào, gặp Thiên Tôn như thế nào, có thể không có cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Vân Sơ Tụ lường nàng một chút, lại liếc nhìn Lãng Huyền Thần Vương, trong lòng hồ nghi. Ngữ khí của tiểu tiện nhân Liên Hoa Hồn giống như tỷ tỷ, vậy Lãng Huyền Thần Vương có lai lịch gì? Khí thế so với tiểu tiện nhân tỷ tỷ kia không nhỏ hơn chút nào. Đây là Tuyệt Vô Trần, do vị thiên tôn nào sáng tạo ra để giả mạo tỷ tỷ? Đột nhiên có thần quan tiến đến tuyên đọc ý chỉ của thiên đế, nói, tuyền Mục Thiên Tôn vào cung yết kiến. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại siết lại. Vị thiên đế ở trong thiên đình kia cũng là hàng giả do tạo hóa thần khí sáng tạo ra. Nhục thân của thiên đế chân chính bị vây ở trong thần thông của Lăng Thiên Tôn, như vậy thiên đế triệu kiến ta là vị thiên tôn nào? Thần quan kia nói, Thiên Tôn chinh chiến Thái Hư vô cùng gian khó, bệ hạ phân phó ban thưởng châu ngọc cùng mỹ nhân cho Thiên Tôn. Nói xong, thần nhân đi theo mang tới nhiều cung nữ cùng châu ngọc tài bảo. Tần Mục gọi Hồ Linh Nhi để nàng đem châu ngọc cùng mỹ nhân đều thu lấy, sau đó liền đi theo vị thần quan kia vào cung diện thánh. Trong mắt Vân Sơ Tụ loạn chuyển, tiến lên kéo Lãng Huyền Thần Vương cười nói, Lãng Huyền tỷ tỷ, dáng dấp chúng ta giống nhau như vậy, thực là giống một cặp tỷ muội sinh đôi thất lạc nhiều năm. Tỷ tỷ, chúng ta nhất định phải trò chuyện một chút, bắt chuyện một hồi, không chừng lại thực sự là tỷ muội thất lạc nhau. Liên Hoa Hồn hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, đúng vậy, các ngươi là tỷ muội thân sinh, nhưng mà lại là đôi tỷ muội phải đề phòng bị người đâm đao từ sau. Lãng Huyền Thần Vương ôn nhu nói, cớ sao Liên tỷ tỷ lại nói ra lời đó? Ta gặp được hai vị tỷ muội, bất giác liền sinh cảm giác thân thiết trong lòng, cảm thấy chúng ta thực giống cùng nguồn gốc, không kìm được muốn thân cận với hai vị tỷ muội. Bước chân Tần Mục vội vàng tăng tốc, nhanh chóng rời đi phủ Thiên Tôn. Hắn theo thần quan kia đi vào nội thành của thiên đình. Thần quan kia nói, bây giờ không phải thời gian vào chiều, bệ hạ chờ Thiên Tôn ở Dưỡng Vinh Điện. Tần Mục hé mắt thầm nghĩ, Dưỡng Vinh Điện, chẳng lẽ vị thiên tôn điều khiển nhục thân của thiên đế này là nữ? Không biết là vị nào ở trong bốn vị nữ thiên tôn. Đến Dưỡng Vinh Điện, thần quan kia ra hiệu Tần Mục ở bên ngoài chờ một chút, rồi bước nhỏ đi vào trong, nói, bệ hạ, Mục Thiên Tôn tới. Tuyên! Thanh âm thiên đế truyền tới. Thần quan kia lại bước từng bước nhỏ đi ra, hướng Tần Mục cười nói, Thiên Tôn xin mời. Tần Mục đi vào điện, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cổ thần thiên đế ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa của Dưỡng Vinh Điện, nhục thân to lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Có rất nhiều thần nữ nâng bàn ở trên tay, trong ngọc bàn để lại các loại linh cao, dược liệu, đều là bảo vật. Các thần nữ mang giải lụa màu tung bay, bay tới bay lùi xung quanh cổ thần thiên đế, tư thái uyển chuyển, cẩn thận từng ly từng tí một đem linh cao bôi lên da thịt thiên đế.
còn có một ít thần nữ xuyên qua búi tóc của thiên đế. Trên tóc của hắn bôi lên một chút dược cao. Lại có thần nữ ngồi bên chân thiên đế, giã thuốc thành linh dược, thêm vào nước ngọc tuyền, chế thành linh cao nhằm bảo dưỡng hai chân của cổ thần thiên đế. Còn có các nữ hài thanh tú tỉ mỉ bôi linh dược lên phù văn ấn ký nơi lộ ra da thịt của cổ thần thiên đế. Trong tòa dưỡng vinh điện, sáu trúc ung dung, thi thoảng có thần nữ gõ vang chuông nhạc, phát ra âm thanh du dương. Mục Thiên Tôn, mời ngồi. Cổ thần thiên đế mở mắt, đưa tay ra hiệu. Mấy thần nữ phụ trách móng tay cũng quýt bày lên, đuổi theo bàn tay hắn. Mà thần nữ phụ trách lông mi cũng có chút bối rối, vội vàng rơi vào trên lông mi của hắn, đem từng cây lông mi sắp xếp đẹp đẽ. Tần Mục ngồi xuống, tiếp tục dò xét vị cổ thần thiên đế này. Chỉ thấy tướng mạo cổ thần thiên đế của thiên đình cùng cổ thần thiên đế bị vây trong thần thông của Lăng Thiên Tôn nhìn không có điểm khác nhau. Khí độ trên người giống như chủ của vạn đạo, khí chất xuất trần, có khí chất thống trị vũ trụ càn khôn. Rất nhiều thần nữ phía sau hắn bay tới bay lui, vây quanh vầng sáng sau đầu hắn, tỉ mỉ lau sạch làm vầng sáng càng thêm sáng rõ. Cổ thần thiên đế cũng đánh giá Tần Mục, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: Mục Thiên Tôn gian khổ chinh chiến thái hư, có biết nơi Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn hạ lạc? Hồi bẩm bệ hạ, Hỏa Thiên Tôn cùng với Hư Thiên Tôn bị nhốt trong thái hư, nhưng bây giờ đã thoát khốn rồi. Tần Mục nói: Lần này thăm dò thái hư, phát hiện chỗ của bộ tộc Tạo Vật Trù cùng Vô Ưu Hương. Thần sắc của thần thiên đế biến đổi, vầng sáng sau đầu hơi rung nhẹ. Rất nhiều nữ thần quản lý vầng sáng không theo kịp, loay hoay sứt đầu mẻ chán. Cổ thần thiên đế hé môi, thần nữ quản lý bờ môi cung quýt bày ra, tránh cho thời điểm thiên đế hô hấp đem chính mình thổi bay hoặc hút vào trong bụng. Tần Mục quan sát thần sắc cổ thần thiên đế, chỉ dựa vào biểu lộ rất khó phán đoán bên trong nhục thân này là vị thiên tôn nào. Mục Thiên Tôn nói rõ ràng một chút. Cổ thần thiên đế nói. Tần Mục khẽ khom người nói: Thần tiến vào thái hư, phát hiện nơi đó thần thức trở nên hỗn loạn, cùng bộ tộc Tạo Vật Trù trong tiền sử có liên quan, còn phát hiện ra tin tức của thái đế, lãnh tụ của tộc Tạo Vật Trù. Thần cũng phát hiện nhục thân của thái đế bị vây ở thái hư chi địa, bệ hạ hẳn cũng không lạ lẫm gì thái đế. Hắn nhìn xem biểu hiện của cổ thần thiên đế, chỉ là sắc mặt cổ thần thiên đế không thay đổi. Hắn quả thực nhìn không ra biến hóa tâm lý của vị thiên tôn điều khiển nhục thân này. Thái đế chính là loạn đảng, không thể không xem xét kỹ càng. Cổ thần thiên đế nói. Thiên tôn nói tiếp. Ánh mắt Tần Mục nội điểm nói: Thần phát hiện nhục thân của thái đế bị kẹt trong lĩnh vực vô thượng thần thức, nhục thân cường hoành vô biên, thần thức rộng rãi, có lẽ có thể bắt giữ nhục thân của kẻ này giao nộp cho thiên đình để thị chúng, tuyên dương thiên uy. Cổ thần thiên đế từ chối cho ý kiến. Nhưng vào lúc này, Tần Mục cảm giác được khí tức cổ thần thiên đế ba động, một cỗ lực lượng khác tiến vào trong nhục thân của thiên đế. Những thần nữ kia giống như không có cảm giác gì, nhưng thần thức quán này nhạy cảm không gì sánh được, rõ ràng cảm nhận được cỗ khí thức này đang dao động. Trong nhục thân thiên đế hiện tại có hai vị thiên tôn. Tần Mục nhíu mày, nhưng sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói: Thần còn phát hiện thái đế cũng không chết, bị vây giết trong thái hư chỉ là nhục thân của thái đế, nguyên thần của thái đế đã đào thoát rời đi thái hư chi địa. Mà thần thức quán cường đại khó mà tưởng tượng được, thần thức quán cũng có một phần rời đi thái hư, tiềm phục ở trong thiên đình hoặc trong vạn giới chư thiên. Cổ thần thiên đế lộ ra nụ cười hiền hòa nói: Phát hiện của Mục Thiên Tôn thực sự kinh thế hãi tục, thái đế phản nghịch bậc này nên bắt tới chém, trình lại thiên uy. Mục Thiên Tôn cho rằng bây giờ thái đế trốn trong vạn giới chư thiên hay là trong thiên đình? Tần Mục nghiêm nghị nói: Thần không dám khẳng định. Lúc này lại có một cỗ khí tức như có như không ba động tiến vào trong thiên đế, vị thiên tôn thứ ba thấy thái đế còn sống, chuyện này xác thực có quan hệ trọng đại, không thể không đề phòng. Thực buồn cười, lại có loạn thần tặc tử dám nhung nhớ giang sơn của trẫm. Lúc này ngữ khí của thần thiên đế cùng lúc trước khác biệt, hiển nhiên là vị thiên tôn thứ ba lên tiếng nói: Bây giờ vạn giới vừa mới thái bình lại xảy ra sự cố, những loạn thần tặc tử này tưởng chẫm không dám đại khai sát giới hay sao? Bỗng nhiên
lại có một cỗ khí tức ba động chui vào trong thiên đế. Thiên đế lập tức thay đổi thần sắc, nhẹ giọng cười nói: Mục Thiên Tôn có công phát hiện chuyện của Thái Đế, ngoài ra việc liên quan tới Vô Ưu Hương cùng với bộ tộc tạo vật chủ, Mục Thiên Tôn cũng nói một chút. Tần Mục thản nhiên nói: Thần ở Thái Hư Chi Địa phát hiện tung tích của nghịch tặc Tần Nghiệp. Nghịch tặc Tần Nghiệp cùng Hỏa Thiên Tôn đã từng đánh một trận, kết cục là lưỡng bại câu thương. Khuôn mặt cổ thần Thiên Đế lập tức trở nên cực kỳ đẹp mắt, sắc mặt biến đổi không chừng, khiến cho nữ thần chỉnh trang khuôn mặt của hắn có chút không biết làm sao. Tần Mục nhìn vào trong mắt, trong lòng cười lạnh, tiếp tục nói: Nghịch tặc Tần Nghiệp chính là chùm thổ phỉ của Vô Ưu Hương, hiện tại ẩn thân ở trong Thái Hư Chi Địa. Bây giờ Hỏa Thiên Tôn đã rời đi Thái Hư Chi Địa, hẳn trong ít ngày tới sẽ trở về Thiên Đình. Cụ thể Vô Ưu Hương ở nơi nào, nghịch tặc Tần Nghiệp ở phương nào, Hỏa Thiên Tôn hẳn đã rõ ràng hơn thần. Lúc này lại có một cỗ khí tức vọt tới, không tiếng động chui vào Thiên Đế nói: Bộ tộc của Tạo Vật Chủ có gì dị động? Tần Mục nói: Bộ tộc Tạo Vật Chủ cũng không bị tuyệt diệt, thần phát hiện dư nghiệt ở trong hư không khác với Thái Hư Chi Địa. Bọn họ chuyển đến trong hư không, lòng lang dạ thú, mưu đồ muốn phản công, chỉ là thực lực yếu ớt, không dám dò xét phụ cận. Nhưng thần nhìn thấy Thái Hư Thiên Tôn tiến về nơi đó, tìm kiếm chỗ của dư nghiệt. Cỗ khí tức thứ sáu vọt tới, cũng biến mất ở trong cổ thần Thiên Đế. Thần thái cổ thần Thiên Đế có phần mềm dịu, nói: Mục Thiên Tôn một đường vất vả rồi, đám người đi theo Thiên Tôn tiến về Thái Hư như thế nào? Tần Mục bóp cổ tay thở dài nói: Trời cao đố kỵ anh tài, cùng sống đi ra Thái Hư Chi Địa, chỉ có Vân Gia Vân Sơ Tụ và Liên Hoa Hồn môn hạ của Hạo Thiên Tôn, đám người khác đều đã táng thân ở trong Thái Hư. Thần Đao Lạc Vô Song đã chết. Tần Mục lắc đầu nói: Ta đến Thái Hư Chi Địa liền đã thất lạc Lạc Thần Đao, không biết tung tích nữa. Cổ thần Thiên Đế thở dài, trong lúc đó lại có một cỗ khí tức vọt tới, trong cổ thần Thiên Đế vậy mà có tới 7 thiên tôn khống chế. Thần Đao Lạc chính là thần đao đệ nhất của Thiên Đình, trẫm còn chờ mong hắn có thể tạo ra thiên công đao đạo, không nghĩ tới hắn lại bị đình trệ trong Thái Hư, thực sự đáng buồn đáng tiếc. Cổ thần Thiên Đế nói: Mục Thiên Tôn thực sự không tìm được Vô Ưu Hương? Tần Mục trầm giọng nói: Chưa từng tìm được, nhưng thần đi khắp Thái Hư Chi Địa, đem tình huống trong Thái Hư Chi Địa tìm hiểu rõ ràng, có vẽ một quyển Thái Hư Địa Lý Đồ trình lên. Tần Mục lấy ra Thái Hư Địa Lý Đồ, có thần nữ tiến đến tiếp nhận, dâng lên cho cổ thần Thiên Đế. Cổ thần Thiên Đế mở địa lý đồ nhìn, trầm ngâm không nói. Đột nhiên cỗ khí tức thứ 8 vọt tới, chui vào trong Thiên Đế cùng đánh giá Thái Hư Địa Lý Đồ. Ánh mắt Tần Mục chớp động, bỗng nhìn nói: Thần hoài nghi Thái Đế ở trong Thiên Đình, thậm chí có khả năng ẩn thân ở trong Thiên Tôn. Trong cổ thần Thiên Đế khí tức hỗn loạn, từng chiếc sợi tóc dựng lên, tay áo tung bay, vầng sáng sau đầu điên cuồng xoay tròn. Tần Mục mỉm cười nhìn xem một màn này, 8 vị Thiên Tôn ở trong cổ thần Thiên Đế giờ phút này chỉ sợ đang thăm dò lẫn nhau. Các thần nữ quản lý nhục thân cổ thần Thiên Đế đều luống cuống chân tay, các nàng chưa bao giờ thấy tình huống cổ thần Thiên Đế bối rối thất thố như vậy. Hiện tại cổ thần Thiên Đế giống như hoàn toàn mất đi khống chế nhục thân, cơ mặt vặn vẹo, mà lại còn là vặn vẹo theo phương hướng khác nhau. Một khuôn mặt có thể chia làm 8 bộ phận, mỗi bộ phận đều giống như một khuôn mặt độc lập, mỗi người đều mang thần thái riêng. Cơ bắp trên thân thể hắn cũng giống như đã mất đi khống chế, 10 ngón tay vặn vẹo, gân xanh tán loạn, từng cơ bắp tại dưới da giống như vô vàn đại long quần đấu. Hình ảnh thực sự dọa người, những thần nữ kia cũng bị dọa tới ngây người. Tần Bụng đứng dậy nói: Các người lùi ra. Những thần nữ kia nhao nhao lùi ra, rời đi dưỡng vinh điện. Tần Mục không người nói: Bệ hạ tự hồ thân thể ôm việc gì, thần xin được cáo lùi trước. Hắn đang muốn rời đi, đột nhiên từng luồng ba động truyền tới. 8 vị thiên tôn cũng không tiếp tục tranh đấu, tự hồ cùng một thời gian rời khỏi nhục thân của Thiên Đế, thu hồi pháp lực cùng thần thức của mình, không tiếp tục dây dưa với 7 thiên tôn khác. Bọn họ mỗi người đều kiêng kỵ, lúc công kích đối phương trong nhục thân Thiên Đế, cũng đồng thời phải phòng bị 7 vị thiên tôn khác công kích. Mỗi người đều cảm thấy tâm lực tiêu tụy, thậm chí không chừng sẽ bị những người khác liên thủ bức bách, bại lộ công pháp chân thực của chính mình.
Nếu đã như vậy, không bằng dứt khoát rút lui. Dù sao, cùng ở trong nhục thân thiên đế, đối với mỗi người bọn hắn, mỗi người đều là chuyện cực kỳ hung hiểm. Thái đế ở núp trong bọn họ, chuyện này có thể từ từ tra, nhưng nếu bại lộ tiền vốn lớn nhất của chính mình, vậy thì được không bù mất. Nhục thân thiên đế trong chốc lát liền trống rỗng, không còn bọn hắn khống chế. Cổ thần thiên đế chậm rãi nhắm mắt lại, vầng sáng sau đầu chậm chậm xoay tròn, không còn kịch liệt như vừa rồi. Lồng ngực chập trùng, tiếp tục hô hấp. Khi tức quán bình ổn lại, huyết dịch điều động chảy xiết trong mạch máu giống như thiên hà quần quần. Trong trái tim của hắn cất giấu lực lượng mênh mông, phảng phất là suối nguồn năng lượng của một tinh hệ cực kỳ khủng bố. Coi như đây chỉ là dùng thuật số cùng tạo hóa chi thuật chế tạo ra nhục thân của thiên đế, không phải chân thân, nhưng vẫn có lực lượng vô biên như trước. Tần Mục ngẩn ngơ, trong dưỡng vinh điện giờ phút này chỉ còn lại có hắn cùng với nhục thân thiên đế. Hắn nhìn xem nhục thân thiên đế, ánh mắt chớp động. Mặc dù hằng nhái, nhưng vẫn có thể nói bộ phận thân thể này là kết tinh trí tuệ của thiên đình, giống như thần khí trí cường của ngự thiên tôn. Nhưng mấu chốt không phải là uy lực của thiên đế thần khí, mà là đại biểu cho quyền uy cùng với địa vị. Thập thiên tôn có thể chơi đùa bởi vì địa vị bọn họ cao hơn mục thiên tôn, chẳng lẽ lại chơi không được? Tần Mục quỷ thần xui khiến hướng nhục thân cổ thần thiên đế đi tới, trong miệng lẩm bẩm. Trong thiên đình ẩn giấu rất nhiều bí mật. Thúc quân nói nơi này có thể là nơi cổ thần thiên đế sinh ra, còn có tàn hồn của ngự thiên tôn, tạo hóa thần khí của tạo phụ cung. Những địa phương này đều không thể tiếp cận được. Nếu như là ta tiến vào nhục thân thiên đế. Hắn đè xuống rung động trong lòng, không ngừng bước, rất mau đi tới mi tâm của cổ thần thiên đế. Nhục thân thiên đế này mặc dù là hàng nhái, nhưng từ cấu tạo nhục thân có thể xem xét sự thực, nhìn không ra tồn tại vết tích của bất kỳ thuật số nào. Đạo môn của thiên đình nghiên cứu nhục thân của cổ thần thiên đế cùng với phù văn không phải trong một ngày nửa ngày, mà là trong mấy chục vạn năm. Nghiên cứu về vị cổ thần này có thể nói là đạt tích cực hạn. Tần Mục tuy đạt được đại đạo phù văn của cổ thần thiên đế, nhưng đến nay vẫn chưa nghiên cứu triệt để. Ngược lại, hắn thu hoạch được rất nhiều đại đạo phù văn thiên công, bởi vậy có thể thấy được sự tinh vi cùng với độ khó của đại đạo phù văn thiên đế. Thần thức của hắn tuôn ra, trào vào mi tâm của thiên đế. Hắn lập tức nhìn thấy trong đầu của thiên đế một vùng sáng tím mờ mịt. Trong vùng sáng, đại não của thiên đế do vô số phù văn nhỏ cẩn thận chế tạo thành, phảng phất có vô số đại đạo nối liền với nhau. Thần thức của hắn liền tiến vào thiên đế đại đạo, tựa như tiến vào một bộ máy tinh vi không gì sánh được. Nơi nào của đại não đều khiển mắt, nơi nào đều khiển miệng, nơi nào đều khiển ngón tay, đều cần hắn suy nghĩ. Dù cho thần thức của Tần Mục bây giờ cường hoành không gì sánh được, muốn khống chế bộ thân thể này hoàn toàn có chút cố hết sức. Nhục thân của thiên đế quá to lớn, từng chỗ trong đại não đại biểu cho từng đại đạo khác nhau. Khống chế các bộ phận trên thân thể, mà để điều động những bộ phận này cần hắn khống chế đại não của thiên đế thật tinh chuẩn. Đối với hắn trong thời gian ngắn khó mà nắm giữ hoàn toàn bộ thân thể này, mà khống chế nhục thân cổ thần thiên đế cần tiêu hao thần thức không ngừng, tốc độ tiêu hao cũng làm cho hắn phải cố hết sức. Có lẽ có thể dùng thủ đoạn tá sinh, điều động lực lượng của bản thân bộ thân thể này. Tần Mục nghĩ tới liền làm. Hắn đạt được trí tuệ của bộ tộc tạo vật chủ, đối với loại thủ đoạn đặc hữu của tạo vật chủ là tá sinh vô cùng quen thuộc. Thái đế từng nói, bản thân muốn tá sinh trong thân thể ai liền có thể tá sinh trong thân thể người đó, có thể hóa thành bất cứ kẻ nào. Tuy tài nghệ Tần Mục không bằng Thái đế, nhưng thi chuyển loại thủ đoạn tá sinh này hắn vẫn có thể làm được. Không lâu sau, hắn liền cảm giác được thần thức của mình dung hợp hoàn mỹ cùng với nhục thân thiên đế, tựa hồ biến thành cổ thần thiên đế. Trình độ điều khiển quán với nhục thân trở nên cực kỳ nhạy bén, tựa như là đang điều khiển thân thể của chính mình vậy. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể định vị chính xác tất cả suối nguồn lực lượng ở bên trong cổ thần thiên đế. Mặc dù là hàng nhái, nhưng trong cổ thần thiên đế cũng có được gần 2.000 nguồn suối sức mạnh to lớn. Đều muốn điều động lực lượng này, hao tổn của Tần Mục cực kỳ bé nhỏ, mà điều động những suối nguồn lực lượng của cổ thần thiên đế làm cho hắn cảm giác được chính mình trở nên cường đại chưa bao giờ sánh được. Tá sinh pháp của bộ tộc tạo vật chủ quả nhiên cường hoành. Hiện tại ta có thể điều động tất cả lực lượng trong bộ phận thân thể này, không biết lực lượng cổ thần thiên đế mạnh như thế nào.
Tần Mục đại hỉ, cổ thần thiên đế ầm ầm đứng dậy, đưa tay vạch một cái vào mi tâm. Mi tâm vỡ ra, Tần Mục bay lên, rơi trên mi tâm của cổ thần thiên đế. Mi tâm khép lại, cổ thần thiên đế liền đi ra ngoài dưỡng vinh điện. Bên ngoài dưỡng vinh điện, đám cung nữ nhào nhào quỳ lạy, không dám ngừng đầu. Tần Mục phất phất tay, lạnh nhạt nói: "Đứng lên đi." Những cung nữ kia nhẹ nhàng vâng, đợi đến khi hắn đi xa mới đứng dậy. Tần Mục khống chế nhục thân thiên đế đi bốn phía, chỉ là ở trong nội thành, hắn cũng không quen thuộc chỗ này, chỉ có thể xông loạn. Cũng may hắn hiện tại là cổ thần thiên đế, cho dù xông loạn cũng không ai dám hỏi. Ngược lại những nơi hắn qua, vô luận là nữ quan ở trong cung, hay là thái giám, hoặc là thần tướng chấn phủ Ngọc Kinh Thành, đều quỳ lạy trên đất. Thúc quân ở hậu cung cảm ứng được chỗ cổ thần thiên đế sinh ra, vậy chỗ kia hẳn là trong hậu cung. Tần Mục hào hứng, vội vàng hướng hậu cung đi tới, trong lòng dâng lên tâm tư kiểu diễm. Nghe nói giai lệ trong hậu cung thiên đế nhiều vô số kể, còn rất nhiều các tộc tuyệt sắc. Nếu như sau khi ta tiến vào cung, những phi tần kia xin thị tẩm, thì phải làm sao bây giờ? Hắn nháy mắt mấy cái, có chút khó giải quyết. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Đột nhiên một vị thần nhân trẻ tuổi, dáng người khôi ngô cao lớn, hướng Tần Mục bái lễ, ngẩng đầu vui vẻ nói: "Phụ hoàng luôn không ra ngoài, thực lâu rồi nhi thần chưa gặp được phụ hoàng." Trong lòng Tần Mục căng thẳng, hắn cũng không nhận ra hoàng tử này, không biết tên của đối phương, đành phải giơ tay lên nói: "Đứng lên đi, chấm dạo này bận rộn, ít để mắt đến người." Trong lòng thần nhân trẻ tuổi kia cực kỳ vui vẻ, liền vội vàng đứng lên, trong mắt hình như có cả lệ quang lã chã, cưỡng ép nhìn xuống nói: "Phụ hoàng đã có hơn 4 vạn năm chưa từng có phản ứng với nhi thần. Nhi thần mặc dù là đông cung thái tử, nhưng mà số lần nhìn thấy phụ hoàng còn không bằng cung nữ trong cung, không thể phụng dưỡng phụ hoàng." Trong lòng Tần Mục máy động, đông cung thái tử, chẳng lẽ là vị đông cung thái tử trong thời kỳ cuối của thời đại Phượng Hoàng bắt xích đế Tề Hạ Du, khiến cho Tề Hạ Du không thể không hàng? Nguy rồi, vị thái tử này là đại đạo cao thủ, đế tọa cảnh giới. Năm đó Tề Hạ Du thân là cao thủ của Nam Thượng Hoàng Thiên Đình, chém giết xích đế trước đây, dương dương đắc ý lập bia kỷ niệm, sau đó liền bị vị đông cung thái tử này bắt, không thể không đầu hàng Thiên Đình. Vị đông cung thái tử này cũng là nhân vật lợi hại cực điểm, sau khi bắt Tề Hạ Du cũng lập 3 bia kỷ niệm. Tần Mục phá phong tỏa nguyên giới, nhìn thấy 2 khối bia đá này, ấn tượng rất sâu sắc. Không biết vị đông cung thái tử này có thể khám phá ra ta không? Trong lòng hắn lo sợ bất an. Trước kia cổ thần thiên đế lập không ít thái tử, nhưng không vị nào có kết cục tốt. Vị đông cung thái tử này chỉ sợ là thái tử do chân thân cổ thần thiên đế sinh ra, có được huyết mạch cực cao, bởi vậy thực lực cũng cực kỳ cường ngoành. Nếu như hắn nhìn ra ta, nhục thân thiên đế này có thể địch nổi hắn hay không? Mà càng mấu chốt là chính mình căn bản không biết tên gọi của vị đông cung thái tử này. Nếu như có Tề Hạ Du hoặc là Vân Sơ Tụ kia ở đây thì liền tốt rồi. Cái lãng nữ này là nguyên mẫu phù nhân, biết được ta nhập vào trong nhục thân thiên đế, dù không giết cũng sẽ bào cho ta một lớp da. Tần Mục cúi đầu nhìn vị đông cung thái tử này, hòa nhã nói: "Những người này đã làm khổ ngươi, chẳng mặc dù ít gặp ngươi, nhưng biết ngươi trên phương diện công pháp thần thông tiến bộ thần tốc. Bất quá hoàng gia ít có thân tình phụ tử, ngươi càng cường đại chẳng càng khó mà an tâm, nên tận lực không đi gặp ngươi. Mấy ca ca của ngươi năm đó sau khi hoàn thành thành tựu đều phản chẳng, đến mức phụ tử cung quỳ không trung đường. Chẳng không để ý tới ngươi là có nguyên do, không muốn ngươi rơi vào kết quả giống các ca ca của ngươi." Đồng cung thái tử vội vàng bái lễ lần nữa, nức nở nói: "Phụ hoàng, nhi thần đối với phụ hoàng chân thành thiên địa chứng giám, tuyệt không dám hài lòng. Những năm này nhi thần nhìn thấy thập thiên tôn ngày càng lớn mạnh, nắm giữ triều chính thiên đình, phụ hoàng mất đi quyền lực, trong lòng rất lo lắng an nguy của phụ hoàng." Thần sắc Tần Mục khẽ động, lạnh lùng nói: "Ngươi thực lớn mật, dám chỉ trích thập thiên tôn, có biết cái gì gọi là tội chết không?" Đồng cung thái tử quỳ xuống đất, không dám đứng dậy, nức nở nói: "Bây giờ cổ thần trong triều có ai không phải khúm núm với thập thiên tôn, e sợ có không chút thuận ý với bọn hắn liền sẽ gặp độc thù. Nhi thần lo lắng cứ như thế này phụ hoàng sẽ không có người dùng được."
Tần Mục lạnh lùng nhìn hắn, sau một lúc lâu nói: "Đứng lên đi, lời ngươi nói trẫm há có thể không biết. Trẫm biết ngươi trung tâm, trẫm tự có thủ đoạn ứng phó." Đồng cung thái tử đứng dậy, lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Tần Mục bùi ngùi, thổn thức không thôi nói: "Hảo hài tử, thực sự là hảo hài tử, ngươi thực không giống hảo." Hắn tự hồ không muốn nhắc tới Hảo Thiên Tôn, chuyển đổi chủ đề nói: "Trong thiên đình này ẩn giấu nơi trẫm sinh ra, ngươi cũng đã biết khối bảo địa này ở đâu?" Trong lòng Đông Cung thái tử nghiêm nghị, không người nói. Nhi thần mặc dù không dám tìm hiểu khối bảo địa kia, nhưng cũng nghe người trong cung đề cập qua, nhưng nhi thần cũng chưa bao giờ đi vào qua. Tần Mục nói: "Hôm nay trẫm vi phụ liền dẫn ngươi đi qua xem tổ địa." "Đi thôi, dẫn được." Đông Cung thái tử nghe được hắn thay đổi xưng hô, trong lòng mừng rỡ, đi về phía trước dẫn đường. Tần Mục đi theo hắn, trong lòng âm thầm phát sầu. Vị Đông Cung thái tử này đến cùng gọi là gì? Không biết tên của hắn, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần. Còn có mẹ quán là phi tử nào? Hẳn sẽ không phải là đế hậu nương nương chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 235 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại.